Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chương 3 xã hội cổ đại nhé. Ồ, vậy là hôm trước thì chúng ta đã học xong xã hội nguyên thủy và sự tan rã của xã hội nguyên thủy rồi đấy. Hôm nay thì chúng ta sẽ học về xã hội cổ đại nhé. Khoảng cuối thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên, con người bắt đầu bước vào thời đại xã hội có giai cấp và nhà nước. Với những công cụ bằng đá và đồng thô sơ thì các cư dân cổ đại cũng đã từng bước chinh phục được tự nhiên, dần tạo lập cuộc sống ổn định. Và chiến tranh giữa các nhà nước thì cũng thường xuyên diễn ra. Hơn tất cả, những giá trị văn hóa, vật chất, tinh thần mà con người cổ đại đã tạo ra thì cũng có đóng góp to lớn cho lịch sử văn minh của nhân loại. Trong số đó thì rất nhiều giá trị còn được truyền lại đến ngày nay. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy kim tự tháp kê ốp ở Ai Cập này. Và đây là tượng đất nung được phát hiện ở Lăng Ly Sơn, Trung Quốc này. Và đây chính là Khải Hoàn Môn ở Khải Hoàn Môn La Mã Constantine. Trong chương này thì về xã hội cổ đại này thì chúng ta sẽ tìm hiểu Ai Cập, nước Hà cổ đại như thế nào, Ấn Độ cổ đại đến xa sao, Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỷ thứ 7 như thế nào, Hy Lạp và La Mã cổ đại ra sao. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu ở video tiếp theo nhé. Ở video này thì chúng ta đã biết được xã hội cổ đại thì ở khoảng cuối thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên đó, thì con người cũng đã bắt đầu bước vào thời đại có giai cấp và nhà nước. Với những công cụ bằng đá và đồng thô sơ thì các cư dân cổ đại cũng đã từng bước chinh phục được tự nhiên, dần tạo lập được cuộc sống ổn định, rồi đúng không các bạn? Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi video nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.